phải lên cái chỗ này câu cá im ghê nha, đừng có ai la cho nha. Nội cho cái đầu trà hai câu la bỏ nó ra nó cũng bà bỏ từ rồi nó ăn kìa, nó ăn cái phao. Quay đi anh ơi, đây nè em đang quay nè, quay cái phao lớn lên nào, nó chìm cái phao rồi giật giật. Cái hình như nó đang rỉa không chứ. Kim tao làm gì bữa nay mắc cỡ rồi Kim, không phải live stream mà là quay phim. Cá nó ăn nãy giờ, đợi xong việc đi. Chưa chìm phao mà, chừng khi nào chìm phao á. Ồ, con cá chim nó ấy nổn lắm. Coi giật đi, giật đi. Của nó mà. Rồi, đây là một con cá đầu tiên. Giật nó đâu? Heo mà xưa á.